Thật sốc, tổng thống Nga Putin là người đầu tiên biết về những thông tin tuyệt mật của NATO, nhưng có lẽ ông cũng không ngờ gián điệp của Nga lại ẩn náu sâu đến vậy. Hai tin Ba Lan bắt được điệp viên cấp cao nhất của Nga trong lịch sử NATO, một trung tướng chỉ huy của quân đoàn châu Âu, Eurocop, đã bị cáo buộc là gián điệp của Nga. Nếu thực sự như vậy, thì đây là một con cá lớn. Các phương tiện truyền thông quốc tế như Reuters của Anh, Russia Today, RT của Nga đều đưa tin sốc này khi vào ngày 28 tháng 3. Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo đã cách chức tướng Jaroslaw Gromaczynski khỏi chức tư lệnh quân đoàn châu Âu và triệu hồi về nước. Việc Warsaw so triệu hồi tướng Gromaczynski về nước diễn ra một ngày sau cái chết của chuẩn tướng Ba Lan Adam Maczak, người cho đến tháng 9 năm ngoái vẫn phục vụ tại trụ sở Eurokov ở Strasbourg. Theo quân đội Ba Lan, ông Maczak đột tử vì nguyên nhân tự nhiên khi đang làm nhiệm vụ ở Mons, Pháp. Ảnh tướng Adam Maczak Cơ quan phản gián Ba Lan thông báo đã mở cuộc điều tra truy tố đối với trung tướng Jaroslaw Gromadzinski, chỉ huy của quân đoàn châu Âu, vì nghi ngờ hoạt động gián điệp cho nga. Cách đây không lâu, cơ quan phản gián quân đội Ba Lan đã bắt đầu điều tra Jaroslaw Gromadzinski. Có thông tin đó là cơ quan phản gián Ba Lan thu được bằng chứng cho thấy trung tướng Gromadzinski đã bí mật cung cấp thông tin của NATO cho nga. Kết quả là Trung tướng Gromasinski đã bị cách chức và triệu hồi về nước từ trụ sở quân đoàn châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Trước khi là tư lệnh quân đoàn châu Âu, Trung tướng Gromasinski là tư lệnh sư đoàn bộ binh cơ giới số 18 của Ba Lan và từng là cố vấn cho Tổng tham mưu trưởng quân đội Ba Lan. Quân đoàn châu Âu, Eurocorp, là sản phẩm của sự hợp tác quốc phòng châu Âu sau chiến tranh lạnh, được thành lập theo sáng kiến của Pháp và Đức. Đây là một lực lượng đa quốc gia châu Âu được mở rộng trên cơ sở lữ đoàn hỗn hợp Pháp-Đức-Nguyên Thủy. Ngay từ khi thành lập, Eurocop đã được hình dung như một cấu trúc an ninh đối trọng của NATO. Từ năm 1993 đến năm 1996, ba quốc gia khác liên tiếp tham gia là Bỉ, Tây Ban Nha và Luxembourg. Từ năm 2002, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ba Lan, Italy và Romania đã gia nhập với tư cách là các quốc gia liên kết. Ngay từ khi thành lập, Eurocop đã được hình dung như một cấu trúc an ninh đối trọng của NATO. Từ năm 1993 đến năm 1996, Ba quốc gia khác liên tiếp tham gia là Bỉ, Tây Ban Nha và Luxembourg. Từ năm 2002, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ba Lan, Italy và Romania đã gia nhập với tư cách là các quốc gia liên kết. Các phương tiện truyền thông quốc tế như Reuters của Anh, Russia Today, RT của Nga đều đưa tin sốc này khi vào ngày 28 tháng 3. Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo đã cách chức tướng Jaroslaw Romazinski khỏi chức tư lệnh quân đoàn châu Âu và triệu hồi về nước. Trung tướng Jaroslaw Gromadzinski được triệu tập trở lại Warsaw từ cương vị đứng đầu lực lượng Europol. Bộ Quốc phòng Ba Lan tuyên bố hôm thứ tư rằng họ đã triệu tập lại chỉ huy của lực lượng quân sự Europol 6 quốc gia và mở một cuộc điều tra về giấy phép an ninh cá nhân của ông ta. Trong một tuyên bố trên trang web của mình, bộ này cho biết các sĩ quan tình báo đã mở một cuộc điều tra liên quan đến giấy phép an ninh cá nhân của tướng Gromadzinski. Cuộc điều tra đã tìm ra thông tin mới về vị tướng này. Tuyên bố tiếp tục cho biết quyết định đã được đưa ra về việc cách chức Trung tướng Gromadzinski khỏi vị trí chỉ huy của Eurocorp và ra lệnh cho ông ta ngay lập tức quay trở lại Ba Lan. Bộ này không đưa ra thêm thông tin chi tiết về cuộc điều tra. Trong một tuyên bố, Eurocorp mô tả việc triệu hồi lại là quyết định nội bộ của Ba Lan. Eurocorp có trụ sở tại thành phố Strasbourg của Pháp. Eurocorp bao gồm quân đội từ 6 quốc gia EU, Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Ba Lan và Tây Ban Nha và thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình và huấn luyện cho Liên Hợp Quốc, EU và NATO. Trước khi nắm quyền chỉ huy xoay vòng 2 năm của Eurocorp vào tháng 6 năm ngoái, Romazinski là cố vấn cho tránh văn phòng của quân đội Ba Lan. Trong những tháng gần đây, ông đã làm việc với các nhân viên quân sự Hoa Kỳ để huấn luyện binh lính Ukraine tại Đức. Việc triệu hồi của ông diễn ra một ngày sau cái chết của tướng Ba Lan Adam Maczak, người cho đến tháng 9 năm ngoái đã phục vụ tại trụ sở Eurocorp ở Strasbourg. Theo quân đội Ba Lan, Maczac đã qua đời một cách bất ngờ vì nguyên nhân tự nhiên khi không làm nhiệm vụ tại Mons, Pháp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hãy nhấn like, đăng ký và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn.